Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Cả đời người chúng ta đi tìm một cái phương cách sống, một thái độ sống để mà mình có thể phát huy hết những cái giá trị tốt đẹp mà đất trời đã ban tặng cho chúng ta. Một con người, con người không chỉ có cơm áo gạo tiền, con người không chỉ có đi thỏa mãn các giác quan, các cơn cảm xúc, mà con người còn có thể đạt tới những cái giá trị lớn hơn nữa, đó là thảnh thơi, bình an, hạnh phúc, yêu thương, yêu thương mà không có khổ lụy. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mà nhiều khi cái sự cố gắng ở đây không phải là cố gắng phải nắm bắt thêm nhiều hơn nữa, mà cố gắng sống kỹ trở lại, sống chậm trở lại và sống chắc trở lại. Thì ở đây, trong môi trường thực tập của chúng ta, trên con đường mà quý vị đang đặt chân lên và bước tới, chúng ta nếm trải một cái trạng thái sống rất là đặc biệt. Chúng ta gọi là sống tỉnh thức. Dễ định nghĩa cái chữ tỉnh thức nhất á, đó là nó đối nghịch với cái chữ mê mờ, delusion, mờ mịt. Chúng ta thường để cho tâm mình nó chìm vào những cái màn sương mù dày đặc, nhìn mà không biết mình đang nhìn cái gì, ăn không biết mình đang ăn cái gì, thậm chí đang nghe mà mình cũng không có nghe hết nổi một câu chuyện. Người ta nói như thế này nhưng mà mình có thể hiểu như thế khác. Và cái nhìn của mình về cái thế giới mà mình đang sống đó, nó mờ dần, ngày cách xa dần. Và chúng ta bắt đầu rơi vào những cái tri giác sai lầm, những cái vọng tưởng, những cái wrong perception thường trực mỗi ngày. Và khi cái nhận thức của chúng ta nó trở nên sai lầm, thì cái thái độ phản ứng, cái thái độ sống của chúng ta cũng trở nên sai lầm và đưa tới khổ đau cho mình và khổ đau cho người. Cho nên khi mà chúng ta ngồi yên xuống được, đó là một cái công phu, một công trình không nhỏ. Tại vì trước đó chúng ta không có làm như vậy được. Những năm tháng trước đây, vài tháng trước đây, mình đã cù bất, cù bơ, mình đã phờ phạc, mình đã cạn kiệt năng lượng. Thậm chí là những ngày gần đây, những ngày tháng cuối năm, với rất nhiều thứ mình phải giải quyết cho xong, phải hoàn tất, cho nên là mình đã co giò ba chân bốn cẳng để mà chạy ngược chạy xuôi, quên cả sức khỏe, quên cả sự xáo trộn trong tâm hồn. Và mình có thể nghĩ là thôi, mình cố gắng hy sinh, cố gắng thí cái mạng mình một chút xíu để giải quyết cho xong hết vấn đề, rồi qua năm mới mình sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhiều năm mình cũng làm như vậy đó. Tại sao mình không rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu là có nghỉ ngơi được đâu, hoặc là có nghỉ ngơi được bao lâu đâu, với một cái tâm lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, còn nhiều nỗi sợ hãi nghi ngờ, thì dễ gì mà mình chịu dừng lại và an trú. Và bây giờ mình đang làm được điều đó, có thể cũng có sự đóng góp rất là lớn của những người bạn xung quanh, của đại chúng, mà mình mới có thể ngồi yên trong vòng 15 phút hay là nửa giờ. Và cái trạng thái mà mình ngồi yên, ý thức là mình đang ngồi đó, mình không có căng thẳng nữa, mình không có sợ hãi nữa. Cái công việc chính của mình, như là thầy có hướng dẫn, đó là cố gắng giữ tâm ở trên thân, tìm cách cho tâm nó đậu về,
Đừng có cho nó bay đi nữa. Đừng để cho nó phóng dật, bay nhảy một cách vô tổ chức nữa. Cho nó dừng lại, an trú trên các cơ bắp trên gương mặt, trên đôi mắt đang khép hờ, đôi môi đang cười mỉm. Thả lỏng đôi bờ vai, cánh tay, toàn thân, và cảm nhận sâu sắc điều đó. Quý vị biết là có khi mình ngồi thiền mà mình có thể rơi nước mắt, tại vì mình thấy thương mình quá đi. Mình thấy mình có cái nhu cầu này nè, nhu cầu được được ngồi yên, được không làm gì cả, nhu cầu được tĩnh tâm, nhu cầu không cần phải suy nghĩ tới những cái vấn đề nhức đầu chưa giải quyết được, nhưng mà từ lâu rồi mình làm không có được, hoặc là làm chút chút thôi, không có quyết liệt để mang tới một cái kết quả thật sự. Mà bây giờ mình có thể đạt được một cái trạng thái rất là quý giá mà nhiều người không thể đạt được, đó là không suy nghĩ, không suy tư, không kết nối với quá khứ, không kết nối với tương lai, chỉ cắm rễ sâu sắc vào trong giây phút của hiện tại để biết, biết rất rõ, rất tin tưởng, rất cụ thể, rất chi tiết cái gì nó đang diễn ra trên con người của mình. Từ cái phần cạn nhất, đó là thân thể của mình, đến cái phần tinh tế nhất, đó là tâm hồn của mình, bao gồm có những cái suy nghĩ, những vọng tưởng và những cơn cảm xúc. Chúng ta đang ngồi đây trong giây phút này, bây giờ, và chỉ biết có giây phút này thôi. Tạm thời tách lìa với mọi thứ đang diễn ra trong đời sống, với công việc, với tình cảm. Và tạm thời mình không có xài nữa cái con người cũ kỹ, rượu rã, mệt mỏi, đầy căng thẳng của mình. Mình cho phép mình là một con người khác trong giây phút này, thì nó cũng giống như là một kiếp mới mà mình được sinh ra vậy. Chúng ta đang làm mới lại nhận thức của mình. Trước đó có thể là mình có những cái suy nghĩ cùng quẩn, những suy nghĩ rất là tiêu cực. Và chúng ta cũng đang làm mới lại dòng cảm xúc của mình. Có thể trước đó chúng ta đang bực bội, khó chịu, đang lo lắng, sợ hãi, hoang mang, thì bây giờ chúng ta đang đạt một trạng thái là bình yên. Và đây là một cái thứ cực kỳ quý giá. Nó quý giá hơn bao giờ hết. Bản thân nó là vốn quý giá rồi, nhưng mà trong một cái thời đại, trong một cái giai đoạn mà con người sống rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, dễ bị cuốn và nhấn chìm vào vòng xoáy của đời sống, thì cái trạng thái mà thư giãn, thảnh thơi và bình an như vậy đó là thứ quý hiếm lắm. Nó gần như là một cái thứ tài sản đặc biệt, quý giá, tuyệt vời ở trong tâm hồn vậy. Mà chúng ta phải trải qua rất là nhiều thăng trầm trong đời sống, là chúng ta phải đi qua nhiều những giai đoạn nghiệt ngã, khó khăn, thì chúng ta mới bắt đầu tìm về những cái giá trị bên trong của mình. Nói như Đức Phật và các bậc thầy tâm linh là nếu như mà không có khổ đau đó, thì chúng ta sẽ không có cố gắng đi tìm hay là trân quý những giá trị thuộc về hạnh phúc. Và nếu không có trải qua những cái giai đoạn mà bị phiền não nhấn chìm đó, thì chúng ta không có quyết tâm tìm về hướng giải thoát, tìm về hướng tỉnh thức hay là giác ngộ. Cho nên chúng ta cũng rất là biết ơn những cái khổ đau đó, những cái áp lực trong đời sống, những cái điều bất như ý nó thường trực viếng thăm. Và đặc biệt là cảm ơn những cái chứng bệnh tâm lý như là trầm cảm, như là rối loạn lo âu và những bệnh lý khác nữa, đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng cuộc sống có nhiều thứ quý giá, nhưng mà một trong những thứ đáng cần được giữ gìn nhất
đó là gìn giữ một tâm hồn bình an, hay là nói một cách khác, gìn giữ một trái tim lành lặn và khỏe mạnh. Tỉnh thức có nghĩa là không có mê mờ nữa. Tỉnh thức có nghĩa là nhận biết rất là rõ cái gì nó đang xảy ra trong giờ phút của hiện tại, trong giờ phút này và tại nơi đây. Mình biết có nghĩa là mình đang không bị những cái thứ khác nó che lấp, mà con người vốn là có thể đạt được một cái khả năng như vậy. Nhưng mà vì chúng ta là một con người, chúng ta có bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, cho nên nó mời lên thường trực những cái hạt giống tham sân si. Nó làm cho cái con trong cái phần con người nó nhiều hơn là cái phần người. Nó làm cho cái tính phàm phu tục tử của chúng ta nó được kích hoạt, được khơi dậy nhiều hơn là cái tính chất liệu của một bậc thánh. Cho nên là chúng ta đã ngập lặn rất nhiều trong khổ đau, mà chúng ta không hiểu tại sao. Chúng ta cứ dùng một cái thân, một cái tâm kiệt quệ, mệt mỏi, đầy căng thẳng, đầy tổn thương để giải quyết tất cả những vấn đề. Cho nên chúng ta càng giải quyết thì càng bế tắc, càng làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mà khi chúng ta đến với thiền tập, chúng ta trải nghiệm trạng thái ngồi thiền, ngồi thật là yên, tập không suy nghĩ, kéo dài khoảng thời gian không suy nghĩ càng nhiều càng tốt. Nhất là khi chúng ta có mặt trong một cái khóa tu, một khóa thiền vài ngày hay là vài tuần lễ, chúng ta có thật nhiều cơ hội để có thể sống mà không cần phải suy nghĩ. Rất là lạ lùng và rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Hồi trước giờ mình cứ nghĩ là phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải dự phòng, phải toan tính trước, phải tự vệ thì mới có thể sống sót được. Bây giờ thì mình có một trải nghiệm mới là không cần phải làm tất cả những điều đó. Có khi mình không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cảm nhận trực tiếp thôi. Cảm nhận tức là biết. Khi mình uống trà thì mình phải biết mình đang làm gì, mình đang uống trà, biết vị của trà, biết tư thế mình đang ngồi uống trà, biết cảm nhận của mình khi mình uống trà, biết cái tâm ưa thích hay là tâm không ưa thích của mình xuất hiện tại thời điểm đó. Đó gọi là tỉnh thức. Biết những gì đang xảy ra ở bên trong. Hoặc là khi mình gặp một đối tượng mình không ưa thích, mình muốn tránh né, mình hơi bực tức, mình muốn loại trừ đối tượng đó, thì mình cũng nhận biết mình đang có một cái tâm hành như vậy. Thì đó vẫn là một sự tỉnh thức. Và khi mình có tỉnh thức, tức là khi mình có chánh niệm, một cái từ mà chúng ta thường sử dụng ở trong môi trường thiền tập, đó là chánh niệm. Mặc dù chánh niệm cái mức độ của nó sâu hơn sự tỉnh thức. Và khi chúng ta có tỉnh thức hay là có chánh niệm thì dĩ nhiên là phiền não nó không có viếng thăm được. Thật ra thì trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình đi thiền hành, trong khi mình chuyên tâm vào các bài thiền tập đó quý vị, thì phiền não thỉnh thoảng nó cũng có viếng thăm. Nhưng mà mình phát hiện ra rất nhanh, so với mình sống trong một cái môi trường rất là động, mình phải chạy theo công việc hay là phải ứng phó với những người xung quanh đó, mình rất là khó nhận ra phiền não của mình. Thì trong một cái môi trường đặc biệt như vậy thì tâm tỉnh thức chúng ta nó rất là mạnh. Và nếu mà mình sống trong một cộng đồng, một đoàn thể của những người đang hành thiền luôn á, thì chúng ta được nhắc nhở rất là thường trực. Mà sự nhắc nhở ở đây nhiều khi chỉ là mình nhìn vào cái bước chân chánh niệm của họ, mình nhìn vào cái sự thư giãn của họ, nhìn vào sự bình an của họ, nhìn vào cách họ an trú trong từng giây phút.
nhìn theo cách họ đang an trú trên hơi thở, thì mình được nhắc nhở quay về, nương tựa nơi chính mình, trở về với sự thực tập để tiếp tục xây dựng sự tỉnh thức của mình. Thì trong những lúc đó, phiền não thường không có cơ hội để sinh khởi. Vậy thì từ đó mình có thể suy ra là nếu như mình đang không thể làm chủ được phiền não của mình trong một giai đoạn rất là dài, mình bị phiền não mình khống chế và quật ngã tơi bời, gây ra đổ vỡ các mối quan hệ xung quanh, làm tổn thương mình và tổn thương người, trong một cái giai đoạn rất là dài mà phiền não nó chiếm cứ hoàn toàn, nó chủ động hoàn toàn, nó làm cho phẩm chất đời sống của chúng ta đi xuống đó, thì chúng ta nên đặt cách ban cho mình một cái cơ hội để được đến một cái trung tâm tu tập, một trung tâm thiền, một thiền viện, một nơi mà có một cộng đồng thực tập rất là vững chãi, để mình được đánh thức, để được nhắc nhớ rằng là mình không phải là một con người cũ kỹ ở ngoài kia không, mà mình còn là một con người tỉnh thức nữa. Mình là một con người biết lùi lại, biết dừng lại. Mình còn là một con người biết an trú, biết không suy nghĩ, biết buông bỏ quá khứ, biết dừng lại những cái mơ tưởng trong tương lai. Mình còn có thể ngồi rất là yên như là một Đức Phật, không nhúc nhích cục cửa, không phản ứng nữa, không xài điện thoại mà vẫn có thể sống sót được. Ô hay! Không quấn quanh bên người đó mà vẫn còn có thể sống sót được, sống rất là tuyệt vời nữa là. Và khi mình đến một cái trung tâm tu tập thì mình nhận ra rằng trong con người mình còn rất là nhiều giá trị tuyệt vời mà trước giờ mình bỏ quên, lãng quên. Đó là mình có thể thưởng thức một ngày nắng lên, mình có thể ngắm một đóa hoa đang nở trong một thời gian rất là lâu mà không có chán, có thể nhìn một cái dòng nước trôi mà lòng mình thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mình thấy giữa mình với thiên nhiên, với đất trời có một cái sự kết nối rất là sâu sắc, rất là đặc biệt. Và mình còn phát hiện ra rằng là có thể trải qua nhiều ngày trong thiền viện, mình không cần phải chống đói, không cần phải đề phòng, không cần phải dè chừng gì hết mà rất là an ổn. Và có nhiều ngày mình sống không mong cầu gì cả, để mọi thứ tự nhiên nó diễn ra. Tại vì ở đó có thiền viện, có những người hộ thiền họ đã giúp cho mình rồi, thành ra mình không cần phải lo toan gì nữa. Tại vì trước giờ mình cứ nghĩ là mình phải lo toan, mình phải dự phòng, mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ thì mình mới ổn được, thì đời sống nó mới có chất lượng được. Nhưng bây giờ mình bắt đầu nhận ra rằng có những lúc mình cần có sự chuẩn bị, có những cái thứ mong cầu cần thiết để thực hiện, nhưng mà cũng có những cái thứ mà mình không cần phải dùng tới, cần buông bỏ bớt. Và mình có một cái niềm tin rất là đặc biệt, đó là có nhiều khi không làm gì cả, dừng lại, thư giãn, an trú, thảnh thơi, mà mình có thể làm chủ đời sống của mình được nhiều hơn. Và với cái niềm tin này thì dĩ nhiên mình còn nhiều trách nhiệm bổn phận với đời sống. Mình rốt cuộc rồi cũng phải trở về với cái đời sống của mình, trở về với gia đình, trở về với xã hội. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để làm sao mình đưa thiền vào trong đời sống, đưa cái sự thực tập này vào trong đời sống. Sự thực tập này đó là làm sao mà mình ở với chính mình nhiều hơn, mình giữ tâm mình trên con người mình nhiều hơn, mình kết nối với chính mình nhiều hơn, mình dành nhiều thời gian để quan sát chính mình, những hiện tượng tâm lý, những cảm xúc, và đặc biệt là những cơn phiền não hay là những con quái thú của mình nhiều hơn. Tóm tắt lại là chú ý tới cái thái độ sống nhiều hơn, thay vì mình cố gắng nắm bắt thật nhiều, thật tốt, hay là cố gắng chống đối tất cả những điều kiện bất lợi đang xảy ra xung quanh mình. Thì đây gọi là một nếp sống tỉnh thức. Cái chữ nếp nó có nghĩa là phải thành một cái thói quen,
được lặp đi lặp lại nhiều lần và trở thành một phần của đời sống, mà nếu hay hơn nữa là trở thành đời sống luôn. Ở trong bài hát Chiếc Lá Thu Phai, anh Trịnh Công Sơn anh có nói là về thu xếp lại, về thu xếp lại ngày trong đếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Cái chữ thu xếp rất là hay. Trong cái bối cảnh này, có thể là chúng ta bày bừa ra nhiều thứ quá, có những cái lúc mà mình yếu lòng, bị kích hoạt bởi hoàn cảnh, có một lúc nào đó phiền não nó trỗi dậy, chúng ta bị tâm tham khống chế, bị những nỗi sợ hãi lo lắng nó dẫn dắt, cho nên chúng ta đã đặt ra rất là nhiều thứ để đảm bảo cho đời sống, mà không ngờ là khi chúng ta bày ra thì đời sống chúng ta trở nên nặng trĩu và chất lượng cuộc sống nó giảm xuống rất nhanh, mà nhiều khi mình không có hiểu tại sao. Nhưng mà khi mà mình có tỉnh thức, mình đưa ánh sáng trở về trong tâm hồn của mình, trong đời sống của mình, thì mình nhận ra là có rất là nhiều thứ thật sự không cần thiết, có những thứ cần phải được buông bỏ bớt. Cho nên là mình phải tập cái hạnh xả ly. Đức Phật nó có nhiều cái cách để mình có thể có hạnh phúc. Những quý vị thử nghiên cứu thử tới cái phương pháp buông xả, xả ly, letting go, buông bớt mà có thể có hạnh phúc nhiều hơn là nắm càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên là có những thứ mình phải nắm lại, phải bảo trì, phải giữ gìn và phát triển. Nhưng mà có những thứ xét đi xét lại nhiều lần trong một cái tâm tỉnh thức rồi, mình biết những thứ đó nó không mang lại những cái giá trị đích thực, mà trái lại nó rút cạn năng lượng của mình, nó làm suy giảm phẩm chất của đời sống, thì mình phải tập buông bỏ. Có những thứ mình buông bỏ luôn, có những thứ mình buông bỏ tạm thời, thì cái này gọi là về để mà kiểm tra lại hành trang của cuộc đời. Có những thứ đáng đầu tư mà chưa đầu tư, có những thứ không đáng đầu tư, nó chỉ là một sự háo thắng nhất thời mà lại đầu tư rất là nhiều. Ngày hôm qua ở chùa Minh Đạo, tôi có nhắc tới giáo lý tứ chánh cần. Đức Phật thường động viên khuyến khích chúng ta là có bốn điều cần phải siêng năng tu tập để thay đổi phẩm chất của đời sống, để mỗi ngày mình đi sát gần tới giá trị của sự tự do, giải thoát, của bình an, hạnh phúc đích thực. Đó là mình ngồi nhìn lại mình, để mình thấy rằng có những cái chất liệu, có những cái năng lượng tiêu cực nào, có những cái thói quen không dễ thương nào, nó đang hình thành, nó đang tồn tại, nó đang khống chế trong con người chúng ta, thì chúng ta phải khoanh vùng nó. Ít nhất là trong đầu năm tới, chúng ta sẽ tập trung để mà chuyển hóa những cái năng lượng tiêu cực đó. Thí dụ như cái tính hay dễ hờn, dễ giận, cái tính hay than phiền, trách móc, hoặc là cái tính hay bốc đồng, hay phản ứng, hoặc là cái tính là không có chịu ngồi yên, lúc nào cũng chạy lăng xăng, lo đầu này đầu kia mà không mang lại nhiều kết quả. Cái đó có thể là những cái năng lượng tiêu cực mà chúng ta cần phải được khoanh vùng và giải quyết triệt để càng sớm càng tốt, để cho cái phẩm chất đời sống của chúng ta được thay đổi. Và cái điều cần phải tinh tiến nữa, phải nhanh chóng lên để thực tập, đó là mình nhìn thấy ở trong tâm mình nó đang manh nha, nó đang bắt đầu có một vài cái triệu chứng, hoặc là có một vài cái thói quen tiêu cực nó bắt đầu nó đang hình thành ở trong chúng ta. Gọi là tinh tiến loại trừ những cái năng lượng tiêu cực nó đang sắp sửa phát sinh, hoặc là nó có nguy cơ sẽ phát sinh. Thí dụ như mình gần những người bạn ham chơi nhiều hơn là ham tu tập, gần những người thích mong cầu nhiều hơn là an trú và trân quý giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì cái tâm mong cầu của mình nó bắt đầu nó rục rịch, và mình có cái khuynh hướng là lao ra bên ngoài nhiều hơn là quay vào bên trong, thì phải chú ý vào nó, phải khoanh vùng đó, để đừng có đánh giá thấp nó. Tại một khi mà nó hình thành, nó trỗi dậy rồi, thì nó thao túng cuộc đời của chúng ta, nó làm chúng ta ngày một rời xa những cái giá trị chân thật mà chúng ta hằng mong được hướng tới. Và cái điều tinh tiến tu tập thứ ba, đó là mình nhìn vào trong con người của mình.
mình thấy mình chưa có những cái tố chất nào hay ho, chưa có những cái tính cách nào tốt đẹp, chưa có những cái giá trị nó thuộc về sự chân thật bền vững, hoặc là lâu rồi mình không có khơi dậy những cái hạt giống đó như là hạt giống của sự bình an, của sự thư giãn, của an trú, hoặc là hạt giống của yêu thương, của bao dung, của độ lượng. Tất cả những cái thứ đó hình như nó đang rất là ít ỏi trong cái tài sản tâm hồn của mình. Thì mình cũng ghi xuống là qua đầu năm mới thì mình sẽ quyết tâm, sẽ xây dựng cho mình một cái đời sống tỉnh thức, đời sống nhiều sự an trú, nhiều sự bình an hơn, hoặc là nhiều yêu thương hơn. Mà những cái thứ đó nó đang còn rất ít trong con người của mình. Và điều cuối cùng mà mình cần phải tinh tiến tu tập, đó là những năng lượng tích cực nào đã có rồi thì hãy cố gắng tìm cách duy trì nó, nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó và làm cho nó phát triển nhiều hơn. Thí dụ như là chúng ta đang có chất liệu của sự ngồi yên, hướng về thiền tập để phát triển sự định tĩnh. Chúng ta đang có một vài cái tính cách rất là tốt là biết lắng nghe, biết chia sẻ, thì đó là những chất liệu cực kỳ quý giá. Và chúng ta nên đánh giá đúng cái tầm mức quan trọng của nó để đầu tư cho nó nhiều hơn. Bây giờ mời đại chúng nghe một bài hát rất là thân quen của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sẽ do ca sĩ Thùy Anh trình bày. Thầy có chia sẻ rất là nhiều lần những cái ca từ rất là hay trong cái bài hát này, mà bản thân giai điệu của bài hát cũng rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng và nghe bài hát này, dù là ca sĩ nào hát, dù là cái người đó hát thật là hay hay là không chuyên nghiệp, thì mình vẫn thấy cái bài hát đó rất là hay. Tại vì cái giai điệu nó nhẹ nhàng, nó du dương, nó mang tính chất nuôi dưỡng. Tại vì có những cái thứ âm nhạc nó mang tính chất nuôi dưỡng và trị liệu, nhưng mà cũng có những cái thứ âm nhạc nó kích động, nó làm cho mình căng thẳng và mệt mỏi. Huống gì những cái ca từ trong bài hát đó nó rất là chạm vào trái tim của mình. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, rất là khiêm tốn, rất là khiêm nhường. Thật ra là mỗi ngày mình có nhiều khả năng để tạo dựng rất nhiều niềm vui lắm, nhưng mà nhiều khi mình cũng lãng quên. Trong một ngày chẳng có bất cứ một cái niềm vui nào cả, toàn là sầu muộn, buồn, chán, căng thẳng, kéo dài từ giờ này qua giờ khác mà không chịu dừng lại. Tại vì mình muốn giải quyết vấn đề, mình muốn giải quyết hắn, và vì muốn làm cho xong, làm cho rồi, cho nên là mình đã bị cuốn vào câu chuyện, cuốn vào công việc, cuốn vào đối tượng đó. Nó nhấn chìm mình vào trong đó, làm cho mình đánh mất đi sự tỉnh thức, là một sự mê mờ, chấp nhận sống trong sự mê mờ, cho nên không có niềm vui gì cả. Thì anh Trịnh Công Sơn không phải là một người siêng năng thiền tập, một người không tự cho mình đang xây dựng một đời sống tỉnh thức, nhưng mà anh cũng ý thức được rằng mỗi ngày mình cần phải sống tốt hơn, ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua, và trong giây phút này phải sống tốt hơn giây phút trước đây. Cho nên bằng tất cả sự tỉnh thức thì anh có thể thiết kế nhiều cách khác nhau để trong đó mình được là chính mình nhiều hơn, mình ít bị lôi kéo, ít bị nhấn chìm. Thì anh Trịnh Công Sơn anh hay có thói quen là mỗi sáng nếu mà có thể thức dậy sớm được, tức là trừ những cái bữa uống rượu quá khuya không có thức dậy nổi đó, thì Sơn hay bắt ghế ngồi ở trong khu vườn nhà mình, nhìn nắng lên, nghe chim hót, không đàn, không hát, không rượu, không suy tư gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó như là một thực tại sinh động, tỉnh thức, nhận biết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên và nhìn rõ quê hương, rồi ngồi nghĩ lại mình. Thật ra Sơn có giải thích là đúng ra anh phải ghi là ngồi nghĩ lại mình trước, rồi mới tới nghĩ tới người khác, nghĩ tới quê hương sau. Nhưng mà tại vì cái vần điệu trong cái bài hát nó như vậy thì anh viết như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là mình phải giúp mình trước rồi mới giúp người khác sau. Thì trong đó, trong cái bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui thì Sơn chọn nhiều thứ lắm.
chọn những bông hoa, rồi chọn những nụ cười, rồi chọn đến anh em, chọn đến bạn bè, rồi chọn rất nhiều những cái giá trị màu nhiệm xung quanh. Và tất cả những thứ đó đều rất là quý giá đối với Sơn. Tại vì bất cứ giây phút nào mà mình có sự tỉnh thức á, mình tiếp xúc với cái gì thì cái đó nó trở nên màu nhiệm, dễ chịu, đáng trân quý, là điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi mình tiếp xúc với con người, với đối tượng bên ngoài nhiều quá thì mình cũng bị lây nhiễm, cũng bị những cái nỗi khổ niềm đau của họ nó kích hoạt vào mình. Cho nên một trong những cái thứ niềm vui mà mình cần phải được duy trì mỗi ngày cho nó giữ thế quân bình đó, là được trở về với chính mình, ngồi thật là yên. Chúng ta đừng có đánh giá thấp cái việc mà mình có thể ngồi yên được 5 phút. 5 phút mà không suy nghĩ, không kết nối quá khứ, không mơ tưởng tương lai. 5 phút sống trọn vẹn cho giây phút này, để cái sự tỉnh thức, để cái biết nó lên ngôi, thì nó không chỉ làm cho chúng ta được thư giãn, an trú, mà nó còn có thể chữa lành rất nhiều vết thương trong tâm hồn. Cái đó nó giống như là một cái liệu pháp chữa trị. Một cái người mà bị những cái tổn thương tâm lý sâu sắc nặng nề, thí dụ như là trầm cảm ở cấp độ 2 trở lên, thì cái việc mà có thể ngồi yên để thở vào, thở ra, để có thể an trú trong giây phút hiện tại, trong vòng 5 phút là một kỳ công, là một cái nỗ lực rất là lớn, không dễ gì đạt được. Lâu lâu mới có thể làm được 1-2 phút, rồi lại bị những cái cảm xúc tiêu cực, lại bị con quái thú nó trào lên và nó túm lấy, nó làm cho chúng ta không thể an trú được nữa, làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của nó. Và chúng ta dù không bị những cái con quái thú của những cái chứng bệnh tâm lý thời đại, mà chúng ta cũng có phiền não, chúng ta cũng có những nỗi muộn phiền, và khi chúng ta ngồi yên xuống thì chúng ta cũng bị nó chờ chực để mà kéo chúng ta đi. Nhưng mà khi chúng ta đang không bị tổn thương tâm lý thì cái khả năng chúng ta lôi tâm mình trở về, khả năng mà làm chủ được chính mình để cho sự tỉnh thức lên ngôi là rất cao. Mà nếu chúng ta siêng năng thực tập mỗi ngày nữa thì cái cơ hội để mà mình làm chủ chính mình, cơ hội để sống trong tỉnh thức là rất cao. Nhưng một khi mình đã bị tổn thương tâm lý rồi, một khi mình đã mất quyền kiểm soát mình quá lâu rồi đó, thì cái việc thiết lập lại đời sống tỉnh thức, việc mình có thể an trú trong hơi thở hay là trên thân thể của mình chỉ trong vòng vài phút thôi, thì đó vẫn là một cái thứ không dễ dàng gì đạt được, một cái thứ rất là hiếm hoi mới có thể có được. Nhưng mà các chuyên gia tâm lý trị liệu ở xã hội Tây Phương bây giờ rất là khuyến khích các bệnh nhân tâm lý của mình là ngoài việc uống thuốc Tây đó, thì phải cố gắng cải thiện phẩm chất đời sống, trong đó là thường siêng năng luyện tập thể dục, trong đó là có cố gắng kết nối với những người xung quanh, và đặc biệt là cố gắng tìm tới thiền. Những cái dòng thiền có thể phát triển về mindfulness, về chánh niệm, và thực tập thiền sẽ là một cái liệu pháp rất là hữu hiệu, có thể chữa lành được những cái vết thương trong tâm hồn. Thì chúng ta có muốn đợi tới khi mà chúng ta bị tổn thương tâm lý một cách sâu sắc rồi chúng ta mới bắt đầu chịu ngồi yên, bắt đầu chịu xây dựng nếp sống tỉnh thức hay không? Hay là ngay bây giờ, khi chúng ta ý thức được rằng trong một cái thời đại mà chỉ cần gìn giữ được tâm hồn của mình lành lặn, khỏe mạnh, mà nếu có thêm thật nhiều sự tỉnh thức thì cái quyền làm chủ đời sống là của chính mình, thì cái cơ hội để có được bình an hạnh phúc là rất cao. Thì chúng ta cần phải có một cái khoản đầu tư lớn cho việc hàm dưỡng hay là nuôi dưỡng tâm hồn. Bước vào đầu năm mới, có thể là mình sẽ lên một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng là mình sẽ không làm gì để bớt tiêu hao năng lượng, để có thể nên làm gì tập trung
toàn bộ lực lượng cho những điều nên làm, mà ở trong đó là nên làm những gì để có thể nâng cấp, để có thể nâng dậy đời sống tâm hồn. Mình không muốn sống một cái con người kiệt quệ như vậy nữa. Mình không muốn sống một con người rã rời, một con người đầy dẫy những cái phiền não như vậy nữa. Mình không muốn sống với một con người đầy vết thương trong tâm hồn như vậy nữa. Mình không muốn sống một đời sống nhỏ nhoi như vậy nữa. Mình muốn mình là một con người khác. Mà thật ra là mình đã từng là con người đó, đã từng có những trải nghiệm đó, từng thấy nó rất đẹp, rất tinh anh, rất là quý giá. Và đặc biệt khi chúng ta được trở về hành thiền, trải nghiệm sâu sắc đời sống tỉnh thức, thì không chỉ mình chữa lành được những cái vết thương trong tâm hồn, mà mình còn mời dậy những cái giá trị tốt đẹp khác, nó cùng chung với cái thuộc tính, đó là năng lượng tích cực, đó là mở rộng dung lượng trái tim, có thể yêu đời, yêu người nhiều hơn, nhưng mà trong một cái năng lượng rất là mạnh khỏe, rất là lành lặn, rất là vững chãi. Và trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết là "Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình", hay là ngồi nghĩ lại mình rồi nhìn rõ quê hương. Cái từ nhìn rõ có nghĩa ngồi nghĩ lại mình và nhìn rõ quê hương. Thì cái từ ngồi nghĩ lại mình đó là một cái từ chúng ta có sử dụng trong môi trường thiền tập, nhưng mà chúng ta sử dụng nó ít hơn cái cụm từ khác, đó là hãy ngồi nhìn thẳng vào mình trong giây phút này, mà không cần hay là bớt nhìn lại. Thay vì nhìn tới phía trước hay là nhìn lùi lại phía sau, thì ở trong thiền tập chúng ta học nhìn vào chính mình trong giây phút này. Có thể giây phút trước có nhiều lầm lỡ, giây phút trước không được hay, không được khéo, nhưng mà đừng có tập trung nhiều ở trong quá khứ. Tại vì quá khứ nó có thể sẽ rút mòn sinh lực và nhấn chìm chúng ta ở trong đó. Chúng ta cũng có thể học nhìn lại, nhưng mà nhìn lại ít thôi, mà học nhìn vào cái chúng ta đang là, thân thể, cảm thọ, tâm hồn chúng ta đang là, nhìn vào thực tại đang là. Thì chắc là anh Trịnh Công Sơn ảnh chưa có biết tới, hoặc là chưa có tiện để chia sẻ một cái trải nghiệm hay là một cái trình độ tâm thức, đó là nhìn vào cái đang là. Mà anh chỉ nói là nhìn, nghĩ lại mình thôi. Nhưng mà chỉ cần quay về với chính mình, an trú trong chính mình, ngồi chơi với chính mình, trân trọng con người của mình, nói chung là làm bất cứ việc gì để làm tốt đẹp cho tâm hồn, thì ngồi nghĩ lại mình cũng là một phần thực tập quan trọng. Và khi mình ngồi nghĩ lại mình hay là ngồi nhìn lại mình, thì bỗng dưng là mình thấy rất nhiều năng lượng tích cực ở trong mình. Ở trong đó chúng ta có một cái hạt giống rất là quý giá, mà có thể từ rất lâu rồi chúng ta không có khơi dậy. Đó là hạt giống hướng tới những điều tốt đẹp, làm những cái điều thiện lành mỗi ngày trong đời sống. Nếu có thể viết thêm một điều nữa vào trong thực đơn mỗi ngày, ngoài cái việc ngồi thật là yên, thiết lập một đời sống tỉnh thức, và xin nhắc thêm rằng là một đời sống tỉnh thức nó không chỉ trong lúc chúng ta ngồi yên, mà trong lúc chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nằm, kể cả trong khi chúng ta làm việc và tiếp xúc với con người, chúng ta cũng có thể mang đời sống tỉnh thức vào. Hồi đầu thì nó rất là khó khăn, có lúc được, có lúc không, nhưng mà với sự kiên trì và theo năm tháng, thì cái đời sống của chúng ta sẽ có rất nhiều phần được sống trong tỉnh thức. Rồi tới một ngày nào đó chúng ta sẽ sống toàn phần trong sự tỉnh thức. Và khi mà chúng ta ngồi yên như vậy thì chúng ta có thể phát triển được năng lực tỉnh thức. Nhưng mà khi ngồi yên hoặc là khi sống trong tỉnh thức, thì chúng ta lại chợt nhận ra rằng chúng ta còn nhiều lý do khác để chúng ta sống trong đời sống này, chứ không phải chỉ có việc lao theo để mà làm vừa lòng người đó, hay là mong chờ người đó làm vừa lòng mình. Không phải chỉ là chúng ta làm được những chạy theo, thực hiện những cái đam mê, những cái mong cầu của mình. Mà nhiều khi trong khi tư vấn tâm lý thì tôi hay nói với những vị được tư vấn, nhất là những vị đang có những cái đổ vỡ trong liên hệ tình cảm, hoặc là họ bị một bên phụ bạc,
hay là cuộc hôn nhân đó tan vỡ. Thì tôi nói với họ rằng là đây có thể là một sự thất bại, nhưng mà bạn nên nhớ rằng đây chỉ là một phần của đời sống thôi. Có thể một thời gian rất là lâu rồi mình dồn toàn bộ lực lượng, toàn bộ năng lượng trong con người của mình cho cái người mình thương yêu, đầu tư quá nhiều. Rồi mình quấn quanh trong cái liên hệ tình cảm đó mà không có thoát ra được. Rồi suốt ngày, suốt giờ mình chỉ cố gắng làm đủ mọi cách để chinh phục, để làm vừa lòng người đó, để người đó cho thêm điểm, để người đó có thể thương yêu mình hơn. Rồi mình canh me, mình ghen hờn, rồi mình giận hờn, rồi mình thù hận, lẫn quẩn trong cái liên hệ tình cảm. Trong khi con người không chỉ, cái nhu cầu con người không chỉ là như vậy. Nếu mà nhìn kỹ và nhìn sâu thì chúng ta còn nhiều cái nhu cầu khác, hoặc là chúng ta còn nhiều cái lý do khác để chúng ta sống trong đời sống này. Ở trong đó chúng ta có thể làm thêm nhiều việc thiện lành cho người, cho đời. Và khi mà chúng ta bắt đầu làm một việc rất là nhỏ, thí dụ như là khi mình thấy một cái bà lão đi qua đường, mình có thể đến giúp đỡ. Rồi mình thấy những cái túi ni lông vứt ở trên đường, mình có thể nhặt lên. Hoặc là khi mình sử dụng nhà vệ sinh, mình làm cho nó sạch sẽ sau khi mình sử dụng xong. Hoặc là khi mình thấy những cái bóng đèn xài quá nhiều không cần thiết thì mình tắt bớt. Rồi mình có thể ngồi đó lắng nghe một cái người đang có những cái khổ đau, mình có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm, một vài cái hiểu biết của mình để ủy lạo tinh thần cho họ. Thì những cái việc làm nhỏ nhỏ như vậy đó, nó làm cho mình thấy cái cuộc sống này nó đáng yêu và đẹp biết chừng nào. Đẹp biết chừng nào khi chúng ta thấy một cái người bước từ trong cái bóng tối đi ra ánh sáng, bước từ trong khổ đau đi về phía hạnh phúc nhờ vào sự đóng góp của chúng ta. Và những cái việc làm như vậy nó sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh, nhất là những người sống kề cận bên mình. Chắc là quý vị có nhớ tôi kể trong cuốn Làm Như Chơi, là một buổi sáng đó có một cậu bé đi ra ngoài biển đó, nó nhặt cái gì ở dưới bờ biển và nó thấy liên tục xuống biển mà không có ngừng nghỉ. Thì lúc đó có một người lớn tuổi, họ đang đi bộ trên bãi biển, họ thấy một cái động thái rất là kỳ lạ, cho nên là họ đi nhanh tới đó để xem đứa bé nó làm gì. Thì phát hiện ra cậu bé đó, cậu nhặt những cái con sao biển đó, nó mắc cạn ở trên bờ biển, trên bờ biển nó thấy xuống biển. Tại vì khi nắng lên đó thì nó sẽ giết chết những cái con sao biển đó, thì cậu phải tranh thủ để mà đưa những cái con sao biển nó trở về với đại dương trước khi mặt trời lên. Thì cậu làm rất là nỗ lực, rất là liên tục. Và người lớn tuổi đó mới hỏi là: cháu ơi, cháu làm như vậy thì biết bao giờ nó mới xong? Cháu nhìn kìa, ở trên bờ biển có biết bao nhiêu là con sao biển. Thì cậu bé đó không có dừng lại, cậu bé đó vẫn tiếp tục cái công việc thấy những con sao biển xuống biển. Và cậu bé đó trả lời là: nè, bác thấy không, một con được trở về nhà nữa nè. Rồi một con được trở về nhà nữa nè. Nè, con này nó trở về nhà nữa nè. Và cậu bé đó vẫn tiếp tục hăng say đưa những con sao biển trở về biển. Thì vị lớn tuổi đó thấy như vậy mới tham gia cùng cậu bé đưa những con sao biển trở về biển mà không còn thắc mắc nữa. Thì một chập sau, những người từ xa đó, họ nhìn thấy hai ông cháu này, tức là hai bác cháu này đang đưa những con sao biển trở về biển, thì họ cũng chạy tới, họ cũng xem và họ cũng tham gia vào cái công việc đưa những con sao biển trở về với gia đình của mình. Thì chẳng mấy chốc, tất cả những con sao biển trên bờ biển đã được trở về nhà trước khi mặt trời lên. Thì một tiến sĩ tên là Jen Goodall đã nghiên cứu những cái loài tinh tinh ở châu Phi á. Thì khi mà có một cái con tinh tinh nó có một cái phát hiện, nó dùng một cái que cọng cây để nó khều những cái con côn trùng á, nó nằm ở trong cái bọng cây ra để nó ăn. Thay vì những con tinh tinh khác nó không biết làm sao để nó lấy những cái con côn trùng đó. Thì trong một thời gian ngắn sau thì những con tinh tinh khác nó bắt chước làm theo. Thế là cả đàn tinh tinh sống ở cái vùng đó đều sử dụng cái phương pháp là dùng cái que cây đó để khều những cái côn trùng ở trong bọng cây ra để ăn.
Và một nghiên cứu khác của một tiến sĩ tên là Ken Keyes, thì Ken đã nghiên cứu thấy những cái loài khỉ sống ở đảo Koshima của Nhật Bản. Rất là lạ là khi họ thả những củ khoai lang ra bờ biển đó, thì những con khỉ đó, có một con khỉ ở trong đàn nó mới nhặt những củ khoai lên. Nhưng mà thay vì nó ăn cái củ khoai lang đó chung với cát, thì nó đi rửa củ khoai lang đó rồi nó mới ăn. Thế là chẳng bao lâu sau thì những con khỉ khác nó cũng bắt chước cái động thái là thay vì trước khi mình ăn những cái đồ ăn thì mình phải đem đi rửa. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó, đó là cái câu chuyện này nó xảy ra trên một cái hòn đảo. Nhưng mà chẳng bao lâu thì những con khỉ khác ở cái vùng đảo Koshima đó, nó cũng bắt chước, nó cũng làm như vậy, tức là nó rửa thức ăn trước khi ăn. Thì người ta không hiểu tại sao là những con khỉ đầu tiên nó làm cái việc này, nó ở đảo bên này, nó không đi qua được đảo bên kia, thì làm sao những con ở đảo bên kia nó biết được. Thì các nhà khoa học mới đưa tới cái giả thuyết là cái đó gọi là truyền cảm tư duy. Tức là nhờ cái năng lượng của vũ trụ đưa đi, tất cả những cái điều mà chúng ta làm, từ tư duy, lời nói và hành động đều không bao giờ biến mất. Nếu đó là một điều xấu tệ thì nó cũng gây ảnh hưởng tới cộng đồng, tới xã hội ở khắp nơi trên hành tinh này. Còn nếu đó là một điều tốt đẹp thì đất trời cũng mang cái năng lượng, mang thông tin đó truyền đến những nơi khác. Cho nên trong khi mình định tĩnh, trong khi mình có chút trí tuệ, có một sự sáng suốt, thì mình nhìn rõ vào trong con người của mình, ngoài những cái cố chấp, những cái tranh đấu, những cái mong cầu, những cái hơn thua, thì trong con người mình còn rất nhiều hạt giống quý giá. Mà một trong những thứ hạt giống quý giá từ rất lâu rồi mình không có chạm tới, không có điều kiện để nuôi dưỡng, đó là giống như Đức Phật nói trong rất nhiều văn bản kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, đó là cố gắng làm những cái việc lành càng nhiều càng tốt, trong điều kiện có thể,
thì hãy cố gắng giúp đời, giúp người. Tại vì tất cả những cái giá trị đó, nó sẽ không chỉ giúp cho chính những đối tượng mà chúng ta hướng đến, mà còn giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và đặc biệt, chúng ta chính là người hưởng những năng lượng đó nhiều nhất. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.